Tượng Đạt Ma Hàng Long mang một ý nghĩa trấn trạch rất mạnh, giúp gia chủ ngăn chặn được tà ma ngoại đạo xâm nhập, bảo vệ gia đạo bình yên, thể hiện sự oai hùng phong độ của người chủ trong gia đình. Và xin chào tất cả các bác, ngày hôm nay Xưởng Thủ Gỗ sẽ đem lên giới thiệu đến cho các bác một siêu phẩm, một kiệt tác Đạt Ma Hàng Long được chế tác trên nền chất liệu là gỗ nung hương, một tác phẩm mà gần như là liền khối hết, một phôi gỗ rất là đẹp và sắc nét. Và tác phẩm này có mã của bên em là TDM195, cao 96, ngang 70, sâu 50, hàng được làm rất kỹ và sắc nét. Gỗ nu hương, hoa nu đẹp mắt, rất là giá trị và quý hiếm bậc nhất hiện nay. Và từng cái đế sóng nước hay là những cái viên ngọc hay là rồng đều được làm rất là phiêu và bay. Cùng với đó là chất hoa nu của nu hương nổi trên bề mặt của bức tượng đã làm cho tác phẩm trở nên giá trị và kinh điển hơn rất là nhiều. Và nếu như các bác nào chúng ta chưa hiểu rõ hơn về hình tượng Đạt Ma và cách trưng bày tượng Đạt Ma thì các bác hãy cùng em xem kỹ hơn về tác phẩm này các bác nhé. Đạt Ma Sư Tổ là một trong những bức tượng mà được rất là nhiều gia đình Việt lựa chọn để trưng bày ở trong nhà với mong muốn là trấn trạch trừ tà là một điều quan trọng nhất. Và ngoài này thì có rất là nhiều các mẫu tượng Đạt Ma đa dạng, nhưng trong đó thì tượng Đạt Ma Hàng Long là một trong những bức tượng được rất là nhiều các bác khách hàng lựa chọn. Tượng Đạt Ma Hàng Long là một trong những bức tượng và thể hiện được tư thế oai hùng, anh dũng chiến thắng mọi cái xấu, cái ác. Và ý nghĩa của tượng Đạt Ma giúp cho gia chủ phát huy được sức mạnh tiềm năng bên trong con người, đó chính là sức mạnh để chiến thắng mọi kẻ thù và sự gian ác trong cuộc sống. Và thông thường thì đôi mắt của bức tượng Đạt Ma toát lên được một cái nhìn vui tươi hiền lành, nhưng đối với tượng Đạt Ma thì sẽ đem lại rất là nhiều những cái thần thái tuyệt vời trên khuôn mặt, và đặc biệt đó chính là đôi mắt, càng hung dữ, càng dữ thì càng tốt các bác nhé. Vì mục đích lớn nhất để trưng bày tượng Đạt Ma đó chính là dùng để trấn trạch nhà cửa, xua đuổi tà khí. Chính vì thế mà muốn làm được mỗi bức tượng Đạt Ma đẹp thì người thợ phải rất là khó khăn khi miêu tả và đục đẽo ra một cái đôi mắt thật là dữ dằn và thần thái, đúng không ạ? Và tượng Đạt Ma Hàng Long mang ý nghĩa trấn trạch rất là mạnh. Hình ảnh này thể hiện được ý nghĩa sức mạnh tiềm ẩn bên trong tư thế chiến đấu, chính là một cái vũ khí sắc bén nhất để đánh bại mọi kẻ thù. Và trưng bày bức tượng này ở trong phòng khách, không gian rộng đẹp hay là phòng làm việc, cửa hàng, công ty thì sẽ giúp cho gia chủ ngăn chặn được tà ma ngoại đạo xâm nhập, bảo vệ gia đạo bình yên, cũng như là đem đến cho gia chủ có một nguồn kinh tế dồi dào, thu hút được rất là nhiều may mắn đấy ạ. Và khi mà các bác chúng ta đặt tượng Đạt Ma thì chúng ta cần lựa chọn những cái vị trí đặt làm sao cho thật là hợp lý các bác nhé. Đặt tại phòng khách thì để mặt tượng chếch ra cửa chính để xua đuổi tà ma ngoại đạo xâm nhập. Ngoài ra thì các bác chúng ta nên kê tượng lên trên ghế đôn các bác nhé. Và tiếp theo thì các bác chúng ta nên đặt tượng ở những nơi có năng lượng không tốt để có thể trấn trạch và bảo vệ. Ngoài ra thì các bác không nên đặt tượng ở xuống sàn nhà, trong phòng ngủ hay là gần các nhà vệ sinh, nhà kho, hướng mặt tượng vào những nơi này các bác nha. Và ngoài ra thì tác phẩm được làm trên nền của một phôi lũa, nên là chính vì thế mà tác phẩm liền khối và được làm rất là đẹp. Các bác kê thêm một cái ghế đôn để lên một vị trí cao giáo thì sẽ làm cho tác phẩm trở nên tuyệt hơn rất là nhiều, tôn lên được vẻ đẹp của tác phẩm cũng như là nâng tầm giá trị. Và tác phẩm được làm từ chất liệu là gỗ nu hương, là một trong những chất liệu gỗ đỉnh cao từ trước tới giờ. Phôi gỗ được đục rất là đẹp và phiêu, gắn liền với tác phẩm Đạt Ma đó chính là một chú rồng ở trong bộ tứ linh Long Lân Quỳ Phượng, sẽ đem lại rất là nhiều tài lộc, đem lại những cái vận khí tốt, thu hút được rất là nhiều những cái điểm tốt, sẽ giúp cho công việc của gia chủ trở nên thuận lợi hơn rất là nhiều. Và nếu như các bác chúng ta quan tâm đến tác phẩm này, hãy liên lạc với Xưởng Thủ Gỗ qua Zalo hoặc hotline 0346059999 hoặc 0339331111 hoặc 0868688137 các bác nhé. Và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Cảm ơn các bác rất nhiều.